Một nông dân miền Tây đã đào ao lắp máy tự động để cấp nước ngọt miễn phí cho bà con. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ ngày 16 tháng 4 năm 2020 loan tin rằng, xót xa trước cảnh bà con quê mình không có nước ngọt dùng, anh nông dân Lê Văn Chen hay còn gọi là Út Chen, 44 tuổi, ở ấp Tân An, xã Long Thới, huyện Sở Lách, tỉnh Bến Tre, đã bỏ số tiền là 50 triệu đồng ra đào ao, mua nước ngọt, lắp máy cấp nước tự động cho bà con. Việc làm này đã được anh Chen cùng với vợ và người thân thực hiện hơn nửa tháng nay. Trước đó thì bắt đầu từ tháng Chạp năm 2019, nước mặn đã trào vào vùng nước ngọt ở huyện Chợ Lách, đã khiến cho cuộc sống của người nông dân trong vùng này bị đảo lộn, vườn cây ăn trái thiếu nước trầm trọng. Chứng kiến cảnh bà con chòm xóm phải xách nhau đi hứng từng giọt nước ngọt đã khiến cho Út Chen phải xót xa. Vì vậy, anh về nhà bàn với vợ lấy tiền lời từ mùa mít năm ngoái ra để khoan giếng tìm nước ngọt cấp miễn phí cho bà con và đã được vợ đồng ý. Nhưng không may là các mạch nước ngầm sau khi mà khoan lên thì đều nhiễm mặn. Không nản chí trước sự đồng ý của vợ và người thân, vợ chồng Út Chen đã bỏ ra 50 triệu đồng ao chứa gần khoảng 400 mét khối nước và đồng thời gắn với 3 bò vòi bơm kéo ra đường lộ. Trên các ống nước đều gắn sẵn hệ thống điều khiển tắt và mở nước. Và để có nước vào ao chứa thì vợ chồng của Út Chen là phải liên tục bỏ tiền túi ra để mua nước từ các xà lan rồi cấp miễn phí cho tất cả những người dân ở trong vùng.